Xin chào các bạn, lại là Blog Travel Việt đây. Trong video này thì Blog Travel Việt mời các bạn dạo một vòng quanh thế giới để cùng tìm hiểu và chiêm ngưỡng những kỳ quan kiến trúc mà có lẽ nên dành ít nhất một lần trong đời đến một trong những nơi như vậy để thấy rằng sức mạnh của khối óc và bàn tay con người thật vĩ đại. Bạn đã sẵn sàng hay chưa? Hãy bắt đầu khám phá top 25 công trình kiến trúc vĩ đại nhất thế giới ngay bây giờ nha. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ nhất, Taj Mahal, Ấn Độ. Đền Taj Mahal tọa lạc ở thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, được xem là biểu tượng của tình yêu bất diệt giữa hoàng đế Shah Jahan và hoàng hậu Mumtaz Mahal. Đền được xây dựng trong 20 năm, từ năm 1632 đến năm 1653, bằng nhiều loại đá quý màu trắng trên một không gian rộng lớn, giúp tôn lên vẻ đẹp thanh khiết. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ hai là đường sắt xuyên Siberia của Nga. Đến đường sắt này nối liền Đông Nga với Nhật Bản, Trung Quốc và Mông Cổ. Phía Bắc Siberia thì vốn có địa hình rất hiểm trở để băng qua. Chính điều đó đã làm cho công trình dài 8.851 km này càng trở nên đặc biệt ấn tượng. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ ba, tháp Burj Khalifa, Dubai, UAE. Tòa tháp Burj Khalifa là công trình nổi tiếng bậc nhất tại Dubai. Đây hiện là tòa tháp cao nhất thế giới với chiều cao ước tính là khoảng 828m, được khai trương vào ngày 4 tháng 1 năm 2020. Đến Dubai, bạn có thể ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của tòa nhà khi đêm xuống. Đó thực sự là một tác phẩm kiến trúc hoàn hảo. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ tư, cầu Akashi Kaikyo, Nhật Bản. Hơn 2 triệu người đã lao động trong vòng 10 năm để xây dựng nên cây cầu Akashi Kaikyo, một cầu treo kiểu kết cấu dây võng. Cây cầu này kết nối thành phố Kobe với Iwaya trên đảo Awaji. Đây là cây cầu treo có nhịp dài nhất thế giới với tổng chiều dài là 3.911m. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 5, tuyến đường sắt White Pass Andrew Conrad của Canada. Hệ thống đường sắt này được xây dựng chỉ trong 26 tháng, sử dụng 450 tấn thuốc nổ để khai thông đường núi ở ven biển của Canada và hoàn thành vào năm 1900. Đến nay thì tuyến đường sắt này vẫn sử dụng chiếc tàu cổ điển và lâu đời nhất, có niên đại từ năm 1881. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 6, tháp Tokyo Skytree, Nhật Bản. Tokyo Skytree là niềm tự hào của Nhật Bản. Với chiều cao 634m, đây là tòa tháp truyền hình cao nhất thế giới. Với kiến trúc thép đặc biệt có thể chống ảnh hưởng của động đất, Tokyo Skytree có thể chịu được động đất 8 độ Richter. Điều này đã được chứng minh trong trận động đất tại Nhật Bản vào hồi tháng 3 năm 2012. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 7, tháp Eiffel của Pháp. Tháp Eiffel là một công trình kiến trúc bằng sắt nổi tiếng nằm cạnh sông Seine, thành phố Paris, công trình biểu tượng mang tính nghệ thuật của nước Pháp. Tòa tháp có độ cao là 324m, có 1.710 bậc, được xây dựng trong 3 năm, từ năm 1887 đến 1889. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 8, cầu Confederation của Canada. Cầu Confederation dài 12,9 km, chạy ra đảo Prince Edward, PEI, là cây cầu trên băng dài nhất thế giới. Cây cầu này xây dựng trong vòng 4 năm, từ 1993 đến năm 1997, với chi phí lên tới 1,3 tỷ USD. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 9, đấu trường La Mã, Rome. Đấu trường La Mã, hay còn gọi là Colosseum, là đấu trường lớn ở thành phố Roma với sức chứa 50.000 khán giả. Đây là một di tích lịch sử với kiến trúc khác biệt, dù bị sụp đổ nhiều nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc cổ đại. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 10, tháp CN Canada. Tháp quốc gia Canada, tháp CN, từng được coi là ngọn tháp cao nhất thế giới với chiều cao là 555m, gồm 147 tầng, gần gấp đôi tháp Eiffel. Tòa tháp được chính phủ Canada xây dựng từ năm 1976. Đây cũng là địa điểm du lịch thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 11, trạm vũ trụ quốc tế. Trạm vũ trụ quốc tế được xây dựng với kinh phí là 100 tỷ USD và công sức của hơn 100.000 người tại 15 quốc gia, đánh dấu bước tiến vượt bậc trong công nghệ chinh phục vũ trụ của con người. Nó được xếp hạng là một trong những công trình đặc biệt nhất khi nằm ở vị trí 354 km, 220 dặm ngoài trái đất. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 12, sân bay Kansai của Nhật Bản. Sân bay quốc tế Kansai được thiết kế xây dựng ở trên một hòn đảo nhân tạo tại Osaka, Nhật Bản. Sân bay nhìn từ trên cao thì là một kiến trúc đồ sộ với đường giao thông nối giữa đảo và sân bay. Đây cũng là sân bay quốc tế lớn nhất ở Nhật Bản. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 13, đập thủy điện Hoover của Hoa Kỳ. Đập Hoover là đập cổ nhất trong số các đập cao trên 150m của Mỹ. Công trình này được xếp hạng là một trong 7 công trình xây dựng vĩ đại nhất của nước Mỹ và là một trong 100 kỳ quan của thế giới ở thế kỷ 20. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 14, thành cổ Teotihuacan của Mexico. Teotihuacan được đặt theo tên của người Aztec, có nghĩa là nơi được con người trở thành vị thần. Đây là thành phố lớn nhất ở châu Mỹ thời kỳ tiền Columbus. Cấu trúc nổi tiếng nhất tại đây là kim tự tháp mặt trời, được xây dựng với kiến trúc đặc biệt và độc đáo. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 15, kênh đào Panama, Panama.
cách đảo Panama dài khoảng 77 km, bao gồm hai hồ nhân tạo, các mương nhân tạo và bộ ba van khóa. Kênh đảo này là đường hàng hải quốc tế chủ chốt với hơn 14.000 tàu qua lại hàng năm, kết nối vịnh Panama thuộc Thái Bình Dương với biển Caribe và Đại Tây Dương. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 16, tháp Đài Bắc 101 ở Đài Loan. Đài Bắc 101 là tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 2004 đến năm 2010, trước khi tòa nhà Burj Khalifa tại Dubai khánh thành với độ cao là 509m. Công trình này được tuần báo Newsweek và chương trình Discovery bầu chọn là một trong 7 kỳ quan mới và một trong 7 kỳ quan kiến tạo của thế giới. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 17, đảo nhân tạo Palm, Dubai, UAE. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE là một trong những quốc gia trẻ nhất trên thế giới, nổi tiếng là vùng đất của những câu chuyện 1001 đêm. Quần đảo hình cây cọ ở Dubai bao gồm có Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali và Palm Deira, cũng là ba hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 18, đường dẫn nước Segovia của Tây Ban Nha. Cầu máng ở Segovia là cây cầu dẫn nước dài nhất được xây dựng bằng đá từ thời La Mã cổ đại và theo phong cách kiến trúc La Mã cổ đại, còn lưu giữ ở Tây Ban Nha, Tây Âu. Tại thành phố Segovia, cầu có chiều dài 728m, chiều cao 28m. Đây là công trình đã được UNESCO công nhận là di sản kiến trúc thế giới vào năm 1985. Cầu được xây dựng từ thời kỳ hoàng kim của đế chế La Mã và trong nhiều thế kỷ dẫn nước từ sông Rio Frio và vùng núi Sierra de Francia, cách đó 17 km vào thành phố. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 19, Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc. Vạn Lý Trường Thành là một công trình kỳ vĩ có chiều dài 8.850 km, được xây dựng trong khoảng 2.000 năm, bắt đầu từ năm 475 trước Công Nguyên. Sân bay quốc tế Bắc Kinh là sân bay gần nhất để đến thăm Vạn Lý Trường Thành. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 20, Skywalk Grand Canyon, Hoa Kỳ. Cây cầu Skywalk nằm ở độ cao 1.200m, phía trên một cao nguyên đá, được coi là cây cầu nằm ở vị trí cao nhất hiện nay. Đây là cây cầu làm hoàn toàn bằng kính, nhưng có thể nâng đỡ sức nặng tương đương 71 chiếc Boeing 747 đã chở đầy khách và chịu được động đất 8 độ Richter. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 21, Trung tâm Tài chính Thế giới, Thượng Hải. Trung tâm Tài chính Thượng Hải là một tòa nhà chọc trời được khởi công xây dựng từ năm 1997 do công ty Con Pedersen Fox thiết kế. Tòa nhà cao 492m với 101 tầng, hoàn thành vào năm 2008. Đây là tòa nhà cao nhất Trung Quốc và cao thứ tư trên thế giới. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 22, cầu cạn Milau Viaduct ở Pháp. Milau Viaduct là cây cầu cạn dây văng bắc qua thung lũng của sông Tan gần Milau phía nam của nước Pháp. Đây là cây cầu cao nhất thế giới với đỉnh cao nhất của một cột là 343m. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 23, hệ thống tàu điện ngầm London. Tàu điện ngầm London là hệ thống tàu điện ngầm lâu đời nhất trên thế giới kể từ khi đưa vào phục vụ vào năm 1863. Đây cũng là hệ thống lớn nhất thế giới tính theo tổng chiều dài là 408 km đường ray và 275 trạm. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 24, Kim tự tháp Giza, Ai Cập. Trong số hơn 80 kim tự tháp ở Ai Cập, kim tự tháp Giza là lớn nhất và tồn tại lâu nhất cho đến nay. Công trình có rất nhiều kiểu kiến trúc đáng kinh ngạc mà cho đến nay thì người ta vẫn tranh cãi về cách xây dựng nó ở thời kỳ cổ đại. Công trình kiến trúc vĩ đại thứ 25, cầu cổng vàng Golden Gate, San Francisco. Cầu Golden Gate là một kỳ tích của nền khoa học xây dựng nước Mỹ, được tạo nên từ những năm 30 của thế kỷ trước. Bất kỳ ai đến Mỹ đều muốn một lần đặt chân đến cầu cổng vàng bởi cảnh đẹp quá hùng vĩ tại nơi đây. Trên đây là tổng hợp 25 công trình kiến trúc vĩ đại nhất trên thế giới. Và theo bạn thì công trình kiến trúc vĩ đại nào xứng đáng xếp đầu tiên? Hãy chia sẻ lại ý kiến của bạn trong phần bình luận dưới video này nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều thông tin về du lịch hữu ích khác nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.